Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Đồ Khuyến Mại Giá Tốt xin giới thiệu cho các bạn một quyển sách song ngữ điện tử cho bé. Đây là quà tặng từ sữa Similac IQ 4. Hộp của nó như thế này đây nha. Sản phẩm là được làm từ giấy, nhựa và chip điện tử. Xuất xứ là Việt Nam. Và cho bé từ 3 tuổi trở lên. Rồi, bên trong nó sẽ gồm một quyển sách, một cây bút và ba cục pin. Đầu tiên á là mình sẽ bấm mở nút ra, mở sách ra và bấm nút on off đây. Bé ơi, giờ bé hãy thử nhấn nút nhé. Để phần sử dụng bên đây á, mình sẽ dùng bút nhấn vào nút này, đó, nút xanh xanh đây đó. Rồi khi nhấn xong mình sẽ chọn ví dụ như G, quả cam. N, điện thoại. Ờ, hoa hồng. Y, con chim. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ lật qua trang thứ hai nha. Đây, qua trang đây thì cũng sẽ như tương tự như trang đầu 1. Thì bên đây là để mình chơi tương tác với nhau thôi, chơi với con, ba mẹ chơi với con thôi. Còn bên đây là mới dùng được bút điện tử ha. Bên đây là chẳng hạn như là mình thử thách bé đếm được bao nhiêu loại cá trong đây nè. Rồi chơi xong thì bé sẽ tích vô đây chọn là bao nhiêu con cá. Mình sẽ lít vô nút mũi tên này trước. Xong rồi mình sẽ lít vô. Đó. Rồi mình qua trang tiếp nha. Cũng tương tự như vậy á, bên đây là để tương tác chơi với bé, còn bên đây sử dụng được cái bút ha. Bây giờ bằng bảng chữ cái tiếng Anh. À, bây giờ ví dụ gì? Rồi, đơn giản nha các bạn. Rồi bây giờ mình qua đây thì nó sẽ có là dạy tiếng Anh và có tiếng có nhạc nữa. Đầu tiên phải nhấn này trước. Rồi xong có nhạc, cuốn nhấn nhạc xuống nhạc. Rồi bắt đầu mình qua trên khác thử nha. Đây là có dạy toán nữa. Có thể dạy cho các bé toán nè, cộng trừ, phép cộng nè, phép trừ đây. Rồi số ví dụ như có hai phần, tiếng Việt, tiếng Anh. Thì mình nhấn vô, rồi từ nhấn vô, rồi sau mình sẽ chọn tiếng Việt. Thì sẽ ví dụ như. Rồi giờ mình qua thử mấy chức năng khác nha. Đây có rất là nhiều trang chức năng để khám phá nè. Như là hình dạng màu sắc nè. Đó. Đó. Có tiếng Anh, tiếng Việt luôn nha. Rồi bây giờ đã là đến cái phần nhân vật nè. Ví dụ tiếng như đây, tiếng Anh nè. Rồi đó. Có rất nhiều trang ha. Ngoài ra thì nó còn có ở đây thì nó có phần kể chuyện nữa. Bây giờ mình sẽ đọc kể chuyện nha. Nhấn như vậy. Bây giờ mình sẽ qua bài khác, câu chuyện khác nha. Rồi qua chuyện khác. Đó nó cũng khá nhiều câu chuyện ha các bạn ha. Ngoài ra là còn có nhạc nữa, bây giờ mình sẽ thử nhạc nha. Rồi qua bài khác nè. Rồi. Đó, nên có rất nhiều chức năng cho các bạn để vừa vui chơi với con nè, dạy con học nè. Quyển sách rất là cần thiết cho các bé để học hỏi, học tiếng Anh, tiếng Việt, học chữ. Hy vọng quyển sách này sẽ giúp các bé có thêm hứng thú để học tiếng Anh, tiếng Việt.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Hối Lộ Thương Mại Giá Tốt. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.